Bãi quả đầu cho Hoàng Minh bãi quả 6 cây. Bây giờ 6 cây gỗ thì có một cây quả nữa không? Nếu có một cây quả thì là ngon, là quả 7. Cái việc có quả 7 nó rất là khác bọt với quả 6. Nó chỉ hơn một cây quả thôi, nhưng nó cả 150 thực cành em ạ. Nó không như là hiêu, nó không như kiểu là hiêu. Hiêu thì ăn một con nó bay mất cũng khá là nhiều. Bạn thân đấy họ cũng rơ ra anh bày đóng y thuộc kiểu gì nhỉ? Đàn đá họ có đi công đâu, họ nào là đánh thủ mà. Đánh hai đời tụi đấy là chuẩn. Đó, em thì mình cho cả vét như Hà Nam. Làm cho vét. Và bình luận thì cho cả vét cũng như là bình luận cho cả Hà Nam luôn. Hà Nội với Hà Nam thì tính ra là vẫn là một. Và là hai anh em cùng cha khác mẹ. Và đây rồi, có đôi voi mà nhìn thế nhà anh là khá là khủng. Hiêu đầu chỉ là hiêu 5 thôi, và có quả phụ nhưng quả phụ là nằm ở giữa khe rừng. Liệu khu này ra được chữ S đẹp cơ, chắc bây giờ đẹp để ăn quả không? Bà đã mắc binh cho anh rồi. Có thêm voi này, sẽ câu một voi phía xa này trước. Vẫy tài liệu là đôi voi, một voi. Đôi voi luôn, vậy bài 4 voi và có quả phụ. Tiểu Mần Thầu anh, Tiểu Mần Thầu là game thủ của BB Club anh nhá. Vâng, khả năng anh ít xem lên chế rồi khi mà không biết đến game thủ Tiểu Mần Thầu. Thầu thì năm trong 2018 thì em khá là nổi. Giờ đúng là một chủ lực cứng của BB Club. Có con voi còn lại về nào. Bài này là thế nhạc khủng, bài này hoàn thành đánh cung ngà cho cái thủ Hoàng Mai Nhi. Tiếp tục cầu đồ vòi xa là còn lại về. Với một việc một câu đôi voi này về lực sẽ là rất khỏe cho Hoàng Mạnh Nhi. Khi mày còn nguyên bao quả phụ kia. Bao dân này khả năng anh lính 25 dân là cũng đời rồi. 26 dân là rất ít đời của anh. À, rất khủng chỗ này rồi. Rừng cũng có và vàng. Chưa thấy vàng nha anh nhá. Chưa thấy vàng. Chưa thấy vàng đâu mà nhìn. À đây có vàng rồi. Đây, vàng nằm ở khu vực sát mép với cái bãi đá này. Ken mấy gỗ là không ken được gỗ. Tất cả các cuộc điểm yếu cần phải đóng nhà cứng. Khi mà công được hit, sẽ công vào những điểm yếu đầu tiên của mình. Bạn này sẽ là gì đây? BB. Và khả năng mặt BI sẽ quyết định đóng vào chỗ bãi quả 26 dân. Đến từ game thủ Tiểu Màn Thầu. Tượng gỗ như là thịt dồn lên khá đều. Bãi vàng này hơi xấu, bãi vàng này chỉ có 2 con dân mới có thể khai thác được rồi. Ở bãi có một bãi vàng phía xa kia. Cái bãi vàng đấy chắc là điểm yếu của mình. Thằng bài mình quyết định đánh thẳng, đánh L chứ không phải đánh thẳng cung hai áo. Đánh này một bài mà trâu ngựa chém mà có ruộng.
sẽ chuyển xuống A sau bài, khả năng sẽ là một L và chuyển A. Có nghĩa là muốn đánh lừa tiền bàn thầu khi mà đánh một bài mà 27 xong dần và đánh thẳng, đánh ngựa treo chứ phải đánh cùng. Con giỏi luật mục tiêu sẽ không mấy giờ đây. Nâng cấp bổ gỗ không anh? Đấy, nâng cấp công trước. Ưu tiên nâng cấp công nghệ giỏ trước. À, trên chiến trường này không có địch. Điệu thầu sẽ nằm góc mấy giờ đây? Khó tê đấy nhà mình hay sao cái người chấm đỏ kìa. Con tê công đúng không gắn hoàng này. Đấy, nó làm bắn rất là đau. Còn hai pha về rất nhanh tay từ đủ nhìn để bắt con tê vừa rồi. Và 2L luôn chứ không phải một bài 1L 1A. Quyết định đánh 2L và lấy lạc đà đi thêm đầu. Rồi, một bài 3 BA đến từ bàn thầu, tiền bàn thầu thôi. 3 BA đầu mới là 2 BL. Thì con giò kim giò mình chưa công nghệ. Thầu cũng đã có bánh xe rồi. Làm được 2 dân của tiền bàn thầu. Vậy tỷ số Q đó là 2-0. À, 2 đều. Mình cũng mất 2 dân và thầu cũng mất 2 dân. Lượng gỗ là rất nhiều. Ra thêm một vài cái ruộng nữa để cơ cấu lực cho khỏe. Bãi vàng trong kia chỉ ăn được hai dân ăn thôi anh ạ. Bãi vàng này xấu. Không ăn được vàng trong, nhưng nếu mà bài này, nếu mà em nghĩ nếu mà ăn được vàng trong kia thì bọn mình sẽ chẳng được ngã cũng được. Nó cũng đánh được chế cái này. Mình đang về rất tuyệt cuồng từ bọn mình nhìn. Vào không, mình lại vào. Rồi gọt vào tới đây. Tiểu bản thân cũng đang công lên một tơn. Tên ở nhà đang lọc 4 lạc đào như một con giò vào trong nhà. Thả vào bãi gỗ. Họ nhìn là vẻ rất hay những tên này. Biến được tha dân và biến được cùng bàn thầu. Họ cung rờ chỉ đây chỉ có 3 con thôi. Lạc đào là rất đông nên từ họ mới nhìn tên này. Bà mới đang 2L rất đều với lượng ruộng của mình là ổn định. Được 3A giống như không nào mà đầy được 2L cả. Cung của họ cũng nên nhớ là cung của họ là cung là hit. Bạn sẽ rất là giáp con lạc đà này. Nó thích máu rất là nhanh. Chính của tiểu thầu chính là bay rồi. Mấy cô đã bay rồi, họ đang muốn ra nhốt lạc đà của mình rồi. Chắc nhốt lạc đà rồi. Tình của dân lấy quân rồi. Vẫn đang 2L đều. 1A không, 2L 3. Bây giờ một tầm này chuyển A sẽ rất là mất lực. BL3 luôn, và một bài quyết định trâu L chứ không đánh chuyển A. Tầm này chuyển A sẽ không sóc được L đều nữa thì mấy tiền sẽ di luôn. Và mình không được mà ám kìm. Cái team đã tụ lại được khoảng 4-5 tuần quân rồi. Đào vàng luôn. Bài này tầm này bây giờ mới chuyển A thì không một kịp luôn. Thì cũng có. Mà nhìn đang đi mua hao lạc này là vàng rồi. Đây liếm máu á. Đào cho dễ én thôi. Bàn đầu này trong nhà mình rất là sâu. Bàn này chỉ có 2 3 dân có thể khai thác thôi, không khai thác được nhiều dân. Vẫn đang 3L đều cho anh. B gì đây? Xây B trước. Thì đã mid E rồi. Vẫn tăng chứ là tự đuổi cho nó máu. Châu lạc đà, đánh chuyển cùng ngay. Cũng
đúng rồi, với cái bài mà này đã 3 lờ mà lạc đà công, lạc đà có công này mà chuyển cung bài sẽ không có lực để sóc quân nữa và cũng sẽ bị điều mà thầu di thẳng cung lờ lên. Với lạc đà một kiểu chém thủ này thì còn lâu không tiểu thầu có thể di được quân, nhất tiểu thầu tầm có giáp 4 thì tiểu thầu may ra có thể di được giáp. Nhưng mà tầm này tiểu thầu vẫn là giáp 0 cơ, vẫn là giáp 0 của tiểu thầu. Tập này là chèm 4 thì nó liếm được có lúc hết sẽ còn nấu lạc đà này kìa, cung lờ hít. Hòa bình như là muốn dàn binh bố trận, một tên đi vòng là bắt tên đi công này của thủ tiểu bản thầu. Và bắt được tên này không, mà bắt tên này. Vậy nào anh ơi. Hòa bình như là vậy và tiểu bản thầu cũng đang vẽ để cảm ơn lạc đà của mình. Lạc đà bắt sát được không nhiều. Cung lờ tụ thế khá đẹp cho tiểu bản thầu tên này. Những con lạc đà đã áp sát được nó lại rất khá bỏng luôn. Và có một con dân đảo không này. Bắt đảo nhanh nha. Bắt đảo rồi. Bắt đi tân quân đi công kìa. Ông tân được đổi như lạc đà cũng như đổi cung đường cho nhau. Chết khá nhiều quân cho hai bên. Ở nhà thầu bây giờ cung tầm này cũng 4 na rồi. Và còn là cung đường cũng có cái giáp 2. Chắc sẽ có cái giáp 2 cho tiểu bản thầu. Giáp quân của Hoàng Minh tên này không đông. Thì mà anh có tên vừa mất khá nhiều lạc đà cho anh rồi. Thầu là một không góc 3 rồi, rất là đẹp. Cái ngoài em ra thôi. Làm một cúc vàng đến cái giáp 4 nào. Cái đảo càng đảo lâu bên mình càng rạch tay phát triển. Lượng cô đang rất là nhiều, anh có cơ có thêm ruộng không? Với cái bàn này thì nếu mà có thể ốp được vào A của tiểu thầu thì là ngon. Với lạc đà này là chưa đủ. Cần phải có tầm 2 con tên lạc đà nữa, phải có tầm 6 đến 8 con lạc đà nữa. Lên thì may nó có ốp được tên vừa rồi. Lần này thì chưa đủ, mặc dù là chém 4. Nhưng ngựa chém này nó như cái lạc đà này nó có lợi thế là nó được cộng đam cho cung lờ. Nhưng nó có nhược điểm là máu nó rất là ít. Nó không những con chém này nó trâu máu hơn. Nhưng lại không được cộng đam. Lạc đà chém cung lờ như được cộng đam lên là cộng thêm 2 đam. 2 đam với 4 đam, mình nhìn được 4 đam. Rất đông cung lờ tiểu thầu nó đứng tụ trước cung vực nhà A này. Ở bên câu chặt gỗ cái tên mình chuyển cung A được. Lực tầm này là khỏe rồi, hoàn toàn là chuyển cung A được. Vẫn đang 4 lờ đều. Bài bắt đầu chuyển A là khi mà thế thầu là đứng thế khá đẹp. Và có một cung lờ vào đây. Dạ, thế nhỉ. Cái lọt từ hướng nào vào mà chui thẳng vào ruộng chính không biết. Kích cung A một áo trước. Vẫn sóc lạc đà được. Rồi vào mà làm mất 2 dần, 3 dần chứ là 3 dần. Chưa có ổn tăng lên với nhà BA mới. Đem vào mới ghe đi. Để nhất là có thể đảm bảo là kích việc vượt cúc cung hay áo thành công. Bãi vàng mới đã hay bao vàng đầu đã hết rồi. Hiện tại anh không có ra lần vàng nhá. Thì vẫn là áng tại khu vực ở trên dốc này, thằng thầu sẽ đợi có đầu máu như giáp 4 thì thầu mới đi công. Và anh em thấy cái việc chuyển cung ngài áo rất là bất lợi thì mà không có tốn rất nhiều lực để chuyển cung ngài. Tại vì tôi mới thiêu quân thì đã làm được. Thầu người là lạc đà. Thầu cũng là chém 4 nhưng thầu còn chưa có chặt có 2 cơ. Con này lùi về. Ở nhà thì đang có vầng 3 lạc đà, 3 cung lờ này không biết chui đâu ra. Tuấn đi cùng khá ảo thì bạch thầu. Lực thì vẫn là có hết vàng nhưng không có ra đàn vàng. Ăn bãi vàng mới không? Bốn con cung lờ thả vào nhà rất mất tay. Và tên đây công này đang họ là dí lên. Và
viên một lạc đá, thủ thủ nhà đấy biết được rất là tù tội, giống kiểu đánh đời 4 mà để đạp đôi với đối thủ ấy. Rất khó thủ, hot thủ thì là tươi nhưng mà đạp đôi thủ rất là tù. Ông Tơm đứng thàm hơi lâu khi mà bị ngoé vào bãi ruộng và chưa có vàng xong con gà hài áo được. Bắt đầu xong những con gà cùng hài áo và chỉ tạm thời là bao nhiêu BA trước tiên. Con thầu đã đứng lại tiếp tục ba mấy con cùng đi ăn tiếp. Xấu. Nhưng có những cung ngang đi bắn này thì hoàn toàn có thể lợi thế cho bên mình. Đoạn đá trước và cung ngang sau đúng bắn sau. Anh mách cầm được cho tham ra liệu theo nó đào nhiều vàng chưa. Thì nãy giờ thấy không có đẩy quân lên. Đây tên này đây rồi. Đang đẩy một tên cũng khá to nên cũng có tạ công vào khu nhà bê lờ của mình. Một e là ký cung ngang. Đặt đà đảo cung ngang bắn chua. Hết gỗ tên này mới cay chứ. Tường kia đang bị công vào hai mặt. Giờ này không có gỗ để vẩy cái e vào. Ba gỗ. Phải quá rồi. Tỷ số là 1-0. Một bài mà tiền thầu nhà khá đẹp. Thế nhà là không chọn các 3 giờ luôn.